Em sinh lớp 8, như vậy thì trong clip trước thì thầy đã làm xong cho em tới cái bài 2.7 ở trong phần sắp bài tập này. Trong clip hôm nay thì thầy tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bài 2.8 trở đi. Nói chung thì các em muốn có đầy đủ đường link thì chúng ta phải đăng ký khóa học online cũng như coi là ủng hộ thầy. Tại vì sách giáo khoa thì thầy đã quay 4 môn là toán, lý, hóa, sinh hoàn toàn miễn phí rồi. Ok nha. Như vậy thì chúng ta vào kênh các em đăng ký hoặc các em alo qua cái số điện thoại của thầy, thầy đã cho rồi đó nha. Ta đi sang cái câu 2.8 nha. Cái đề bài này sau các em: trái đất quay quanh mặt trời một vòng trong thời gian một năm. Thì các em biết rằng là cái trái đất của chúng ta nó quay quanh mặt trời theo một quỹ đạo nhất định, và trong vòng một năm nghĩa là 365 ngày. Tại vì một năm của chúng ta được tính là bằng là 365 ngày này. Biết vận tốc quay của trái đất là bằng 108.000 km/h. Lấy pi là bằng 3,14 thì giá trị trung bình bán kính quỹ đạo của trái đất quanh mặt trời là bao nhiêu? Như vậy ở đây người ta cho dưới dạng là trắc nghiệm, nhưng chúng ta cũng phải trình bày tự luận ra thì chúng ta mới chọn được đâu là câu A, câu B, câu C, câu D ha. Như vậy thì để tính được ở đây á, người ta yêu cầu là thì giá trị trung bình bán kính quỹ đạo này, bán kính là R. Như vậy thì ở đây chúng ta có cái công thức ha, cái độ dài của đường tròn mà chúng ta đã được học rồi. Như vậy thì ở đây độ dài của đường tròn C của chúng ta sẽ bằng là gì các em? 2pi nhân cho R. Như vậy ở đây chúng ta mục đích là đi tính R, nên từ công thức này chúng ta chia ra R sẽ bằng là C chia 2pi. Được chưa nào? Đó. Như vậy thì do đó cái chu vi C này gọi là cái chu vi này nó bằng cái độ dài cái quãng đường của trái đất nó quay quanh mặt trời trong vòng một năm của chúng ta ha. Như vậy thì ở đây chúng ta đã có vận tốc rồi này, vận tốc đây cái thời gian của chúng ta là 365 ngày, một ngày chúng ta là 24 giờ ha. Như vậy thì cái quãng đường ta sẽ tính được là gì? Bằng vận tốc nhân cho thời gian. Mà thời gian một ngày chúng ta 24 giờ, nhưng mà chúng ta nhân thêm 24 nữa, được chưa nào? Rồi, ok, chúng ta giải nha. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ có này. Chúng ta lập luận một xíu các em nha. Do nó hợp dưới đây nên khó viết. Rồi thầy để dưới đây thầy viết cho nó dễ các em nha. Như vậy thì trái đất quay quanh mặt trời một vòng trong thời gian là bao lâu gan? Nhớ giùm thầy là trong thời gian là một năm, được chưa nào? Do đó cái quãng đường, như là cái quãng đường S nha, cái quãng đường trái đất quay quanh mặt trời quay quanh mặt trời trong thời gian một năm thì nó không chính bằng cái gì các em? Bằng cái chu vi quỹ đạo của trái đất ha. Một năm nó không chính bằng là cái chu vi quỹ đạo của trái đất, được chưa nào? Chính bằng chu vi quỹ đạo của trái đất. Như vậy thì ở đây ta ghi thêm là quanh mặt trời ha, là như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có C, chu vi là C bằng cái quãng đường là S sẽ bằng là V nhân T. Vận tốc của chúng ta ở đây ha, bằng 108.000 km/h, tại vì đơn vị chúng ta đây là giờ mà ở đây là ngày. Một ngày thì bằng 24 giờ. Như vậy thì ở đây đầu tiên chúng ta sẽ nhân cho 365 và nhân thêm cho 24. Các em hiểu chưa nào? Các em hiểu tại sao mà nhân 24 nha? Tại vì đơn vị đây là km/h mà ở đây là ngày. Một ngày chúng ta là 24 tiếng. Như vậy thì cái C này chúng ta sẽ bằng, như vậy chúng ta
Ông mới tính nha, 1 nhân 3 6 5 nhân cho 24. Như vậy là nó sẽ bằng là 946.080.000 đó nè. Ok. Ở đây là đơn vị chúng ta là km này. Như vậy thì mục đích của chúng ta tính ra cái chu vi này để chúng ta đi tính cái bán kính. Như vậy thì do đó ta có công thức là C sẽ bằng là 2pi nhân cho R. Ha. Đây chính là cái chu vi quỹ đạo của trái đất. Quanh mặt trời. Thì từ công thức này thầy suy ra được R sẽ bằng C chia cho 2pi. Như vậy bằng là 946.080.000. 2pi nghĩa là 2 nhân cho 3.14. Như vậy R của chúng ta sẽ bằng. Rồi. Ta có này, 946.080.123 chia cho 2 bằng chia cho 3.14. Như vậy thì ở đây nó sẽ bằng là 150.649 triệu. Ha, ở đây là 150.649.681.5. Ở đây là đơn vị, đây là km. Được chưa? Như vậy sau khi chúng ta tính ra bán kính thì chúng ta sẽ chọn câu như nè. Đây kia. Như vậy là bằng 150.649.681 và chúng ta làm tròn là 82 ha. Đây, câu C kia. Đó. Chứ không phải nhìn vào mà các em biết được cái câu C liền thì đúng cái bạn đấy là quá tài ạ. Ha. Như vậy sắp phải tập vật lý lớp 8 bài tập rất là nhiều nha. Chưa? Công thức này. Nghĩa là đầu tiên cái chu vi vòng tròn này thì nó bằng cái quãng đường. Ha, quãng đường mà cái trái đất nó quay quanh mặt trời trong vòng 1 năm. 1 năm là 365 ngày, 1 ngày là 24 tiếng này, vận tốc của nó chuyển động này. Ha, ta tính ra chu vi vòng tròn. Sau khi có chu vi vòng tròn rồi thì chúng ta sẽ tính ra được bán kính dựa vào công thức này. C, nhớ C sẽ bằng 2pi nhân R. Trong đây là cái số pi nha em, pi là bằng 3.14, người ta đã cho trước. Được chưa? Ok, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án C nha. Câu 2.8. Ta đi sang câu 2.9 nha. Ta có bài 2.9 nha, thầy sẽ tóm tắt cái đề bài. Nghĩa thầy sẽ giảng cho em hiểu cái là rồi mình trình bày sau nha. Cũng là trách nhiệm nhưng mà chúng ta cũng phải làm theo kỳ tự luận em ạ. Một ô tô rời bến 6 giờ với vận tốc ở đây là 40 km/h. Lúc 7 giờ cũng từ bến trên một người đi mô tô. Ở đây nhớ là xe, đây là xe ô tô mà đây là mô tô khác nhau nhé. Cũng cái bến đó thì lại 7 giờ, nghĩa là người này đi sau 1 giờ nghe. Cũng từ bến trên một người đi mô tô đuổi theo với vận tốc ở đây là 60 km/h, nghĩa là tăng tốc lên đó. Mô tô sẽ đuổi kịp ô tô lúc mấy giờ? Đọc thì chúng ta có thể hình dung được ngay. Có phải nào? Như vậy thì ở đây này, chúng ta thấy là lúc 6 giờ thì cái mô tô rời bến là với vận tốc. Ta ký hiệu ở đây á là như vậy, đây là thời gian, ở đây là vận tốc, nghĩa là chúng ta sẽ đi tính cái quãng đường. Có đúng không nào? Cái quãng đường. Đó. Như vậy thì với cái bài này á, chúng ta cần phải tính cái thời gian. Tính thời gian để mà chiếc mô tô này nó đuổi kịp cái chiếc ô tô này là vào lúc mấy giờ. Ta hình dung như này này. Bài này cũng khó ha nè. Một ô tô rời bến, đây là thầy ghi là cái bến này. Ở đây là cái thời gian ban đầu á, gọi là T0 đó nha. Ở đây là sẽ là 6 giờ. Và đồng thời chạy với vận tốc V tương ứng ở đây là 40 km/h. Như vậy đây là T0 này, ở đây là V này, bắt đầu chạy là 40 km/h ha. Lúc 7 giờ nghĩa là ở đây từ 6 giờ
anh chạy tới đây đây là T1, ở đây là 7 giờ, bằng 7 giờ. Như vậy thì ở đây là cái chiếc 7 giờ này bắt đầu chiếc mô tô này mới bắt đầu gì? Bắt đầu chạy. Và nó cũng ngay chỗ cái bến này em, ngay chỗ cái bến này nha, nghĩa là đây hai này T1 bằng 7 giờ và chạy với vận tốc V1 ở đây là 60 km/h. Đây là của chiếc ô tô này và đây là của chiếc mô tô này, thấy chưa? Như vậy thì tính ra nếu như mà tới lúc 7 giờ, nghĩa là từ 6 giờ đến 7 giờ thì cách nhau một mấy tiếng, 1 giờ. Có đúng không? Em có hiểu không nào? Cách nhau 1 giờ thì cái chiếc ô tô này này nó sẽ đi được cái quãng đường là bằng vận tốc của chúng ta là 40 nhân cho 1 là bằng 40 km. Có đúng không? Sau đó chúng ta sẽ tính được cái thời gian của mô tô đi được rồi đuổi kịp ô tô. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta giải này, chúng ta giải như vậy thì ở đây chúng ta có này. Đầu tiên chúng ta sẽ tính cho thầy cái quãng đường. Đầu tiên thầy sẽ tính cái quãng đường nha, cái quãng đường ô tô đi được, ô tô đi được trong mấy giờ các em? Tại vì chúng ta nó xuất phát là từ 6 giờ mà cái anh mô tô này là xuất phát 7 giờ, chứng tỏ anh chạy trước mấy giờ? Chạy trước 1 giờ so với chiếc mô tô trong trong 1 giờ ha nè. 1 giờ đầu là như vậy, S của chúng ta sẽ bằng là gì? Bằng cách chúng ta lấy 7 trừ 6 ở đây nhân cho vận tốc chạy của ô tô là 40. Như vậy thì bằng 1 nhân cho 40 là bằng 40 km/h, 40 km thì như loại quãng đường mà, em hiểu chưa nào? Đó, sau khi chúng ta có quãng đường rồi, có quãng đường mà anh chạy xuất phát từ bến này, anh chạy trong vòng 1 giờ là được 40 km/h rồi đúng không nào? Thì bây giờ thầy sẽ tính được cái thời gian mô tô đi để đuổi kịp ô tô ha, ô tô. Thì ở đây thầy tính delta t này sẽ bằng là quãng đường vận tốc của mô tô chạy là 60 mà vận tốc của ô tô là chạy 40, chứng tỏ nó hơn nhau mấy mươi, là 20 km/h. Có đúng chưa nào? Nghĩa là bằng ở đây là V2 trừ cho V1. Quãng đường ta đây là 40 trừ ở đây là 60 trừ cho 4 40, nghĩa là 40 chia ở đây cho 20 thì bằng 2 giờ. Có được chưa nào? Đó. Như vậy thì anh đuổi kịp trong vòng 2 giờ. Trong vòng 2 giờ mà anh xuất phát từ lúc 7 giờ thì chứng tỏ chúng ta lấy 7 cộng 2 giờ này là ra được mấy giờ? 9 giờ thì nó sẽ đuổi kịp nha. Ở đây vậy mô tô sẽ đuổi kịp, đuổi ghi là điểu, đuổi kịp ô tô là ô tô lúc ấy. À, lúc nghe lúc mấy giờ em? Nghĩa là t này sẽ bằng là chúng ta có là cái thời gian là ban đầu t0 cộng với delta t ở đây. Như vậy thì t0 chúng ta là 7 giờ này, ảnh xuất phát từ 7 giờ cộng với 2 giờ thì nó ra được là 9 giờ. Các em hiểu nè. Đó. Ở đây đầu tiên chúng ta sẽ tính quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ trước. Sau đó chúng ta sẽ tính cái thời gian của mô tô để đuổi kịp ô tô bằng cách lấy quãng đường trừ cho cái vận tốc của nó chênh lệch nhau là 20 km/h đây. Ok, như vậy thì nó đuổi kịp ô tô lúc phải lúc mà đuổi kịp ô tô trong vòng, nếu chạy vận tốc như vậy là 2 giờ. Còn người ta hỏi là cái mô tô này nó sẽ đuổi kịp ô tô là lúc mấy và lúc chính xác là mấy giờ cộng cái thời gian nó xuất phát nữa, đó chính là 9 giờ. Cách lấy 7 cộng 2 là bằng 9 giờ, được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn câu gì em? Đây, câu C. Câu C em nhé. Ok. Được chưa nào?
Rồi, chúng ta sẽ đi một câu nữa các em nhé. Đó chính là bài 2.10. Được chưa? Ta có bài 2.10 các em. Hãy sắp xếp các vận tốc sau đây theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Nhớ là từ nhỏ cho đến lớn các em nhé. Được chưa? Ở đây này, vận tốc tàu hỏa là 54 km/h, vận tốc chim đại bàng 24 m/s, vận tốc bơi của một con cá là 6.000 cm/s, vận tốc quay của trái đất là 108.000 km/h. Như vậy ở đây nó đã cùng đơn vị cho các em. Một cái là km, một cái là mét, một cái là cm thì không cùng đơn vị, mà theo thầy chúng ta cùng phải đổi ra để cùng đơn vị. Là ở đây chúng ta nên thống nhất đổi đó chính là mét trên giây các em nha. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đổi này. Vận tốc tàu hỏa ở đây là 54 km/h, chúng ta sẽ đổi km/h ra thành gì, thành mét trên giây. Bằng cách nào các em? Bằng cách các em sẽ lấy 54 chúng ta chia cho 3.6 thì ra được là mét trên giây các em nhé. Như vậy 54 chia cho 3.6 thì sẽ bằng là 15 m/s, có được chưa nào? Bằng là 15 m/s này. Ok, các em có hiểu nào? Ở đây chúng ta ký hiệu giùm thầy là V1 đi. Được, để một tí nữa chúng ta, mục đích chúng ta dễ gọi thôi. V1 ở đây là bằng 54 km/h. Rồi, tương tự như vậy, vận tốc chim đại bàng bằng 24 m/s. Ở đây thầy ký hiệu là V2 sẽ bằng 24 m/s. Vận tốc bơi của một con cá ở đây là V3 của chúng ta sẽ bằng là 6.000 cm/s. Cái phần này đổi ra mét trên giây bằng cách nào đây? Các em nhìn này nè, cứ 1 cm thì bằng 1/100 m, nghĩa là 1 m thì bằng 100 cm, đúng không? 1 phút là bằng 60 giây. Như vậy thì ở đây các em thấy này, nghĩa là có phải bằng 6.000 này, chúng ta đổi cm ra mét, có đúng không? Cm ra mét. Như vậy thì có phải ở đây nó sẽ nhân với gì? 1/100. Ok. Và đồng thời chúng nó chia là gì? Phút ra giây là bằng chia là 60. Như vậy thì ở đây sẽ bằng lại 6.000 mà nhân cho 100 thì bằng 60. 60 chia cho 60 này có phải là bằng 1 m/s không nè? Thầy nói là này, 6.000 nhân cho 100 thì bằng 60. 60 chia 60 thì bằng 1 m/s. Ok, được chưa? Là V3. Tiếp tục, vận tốc quay của trái đất ha. Vận tốc quay của trái đất quanh mặt trời, của trái đất, thầy sao mà trái đất quanh mặt trời. Như vậy V4 của chúng ta ở đây 108.000 km/h sẽ bằng là gì? 108.000 chia ở đây cho 3.6 thì sẽ bằng 30.000 nha, bằng 30.000 m/s. Ở đây người ta sắp yêu cầu là sắp xếp từ nhỏ cho đến lớn. Như vậy trong các số liệu này, 15 này, 24 này, 1 với lại 30.000, thì em thấy số nào nhỏ nhất này? Có phải số 1 này, số 1 tới 15 tới 24 và tới 30.000, có hiểu không? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ sắp xếp là gì? Như vậy thì chúng ta kết luận thành là vậy, vận tốc xếp theo, như vậy thì vận tốc xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là, có phải đây là 1
mét trên giây này, tới 15 này, tới 24 và tới 30. Như vậy thì theo thứ tự nó sẽ là V, V máy này, V3 sẽ nhỏ hơn V máy, V1 nhỏ hơn V2 và cuối cùng V4 sẽ là lớn nhất. Được chưa? Các em có hiểu chưa nào? Đó chính là cái bài 2.10 các em. Bạn nào hiểu thì nó rất là dễ, mà bạn nào không hiểu thì nó cũng cảm thấy nó hơi khó một chút. Nên là bạn nào không hiểu thì cố gắng xem lại một lần nữa các em nhé. Đây là dây. Rồi, như vậy clip của chúng ta hôm nay là kết thúc các em. Trong clip sau thầy sẽ quay cho các em bắt đầu từ bài 2.11 các em nhé. Ok, cảm ơn em đã theo dõi hết clip của thầy. Nhớ like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng giúp thầy các em nhé. Ok, cảm ơn em. Bye bye. Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8. Như vậy thì trong clip trước thầy đã quay xong cho em tới cái bài 2.10 đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho em ở cái bắt đầu từ bài 2.11. Cảm ơn em đã đăng ký vào khóa học online nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay ở cái bài 2.11. Ok, được chưa nào? Rồi, trong đêm tối, từ lúc thấy tia chớp sáng chói cho đến khi nghe tiếng bom nổ khoảng là 15 giây. Nghĩa là ở đây người ta cho cái thời gian T người ta 15 giây này. Hỏi chỗ bom nổ cách người quan sát bao xa, nghĩa là đi tính quãng đường đúng không nào? Biết vận tốc truyền âm trong không khí. Như vậy vận tốc V người ta là bằng 340 m trên giây. Ở đây người ta yêu cầu tính S quãng đường. Bài này rất là dễ ha. Bài này rất dễ. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi giùm thầy là gì các em? Cái khoảng cách người ta hỏi nè, cái khoảng cách bom nổ cách cái người quan sát là, như vậy thì theo công thức của chúng ta là vận tốc thì bằng quãng đường chia thời gian. Từ đây chúng ta suy ra quãng đường sẽ bằng vận tốc nhân cho thời gian ha. Thì ở đây chúng ta sẽ thế vô. Như vậy vận tốc ta là 340 m trên giây nhân ở đây cho 15 giây thì sẽ bằng bao nhiêu này? 340 nhân cho 15. Như vậy nó sẽ bằng là gì? 5100 m. 5100 m em. Đơn vị chúng ta là, còn nếu mà muốn đổi ra km thì các em lấy số liệu này các em chia cho 1000, nghĩa là bằng 5,1 km. Nhưng ở đây người ta không yêu cầu thì thôi, còn để mét ở đó, được chưa? Ta đi sang cái bài 2.12 nhá. Ok, rồi chúng ta đi sang bài 2.12. Bài này là sao? Nó hơi khó một chút em nhá. Ok, một ô tô chuyển động với vận tốc là 54 km/h và một tàu hỏa chuyển động theo phương chuyển động của ô tô với vận tốc. Như vậy thì ở đây vận tốc của ô tô thì ký hiệu nó là V1 sẽ bằng 54 km/h, còn vận tốc của tàu hỏa chuyển động theo phương chuyển động của ô tô nghĩa là V2 này sẽ bằng 36 km/h. Xác định vận tốc của ô tô so với tàu hỏa trong hai trường hợp sau. Vận tốc của ô tô so với tàu hỏa, được chưa nào? Như vậy thì ở đây câu A này, ô tô chuyển động ngược chiều với tàu hỏa. Ô tô chuyển động ngược chiều, ngược chiều này. Và B là cùng chiều ha. Như vậy thì ở đây nếu mà ngược chiều này, thầy hình dung này, ngược chiều là như thế này mà cùng chiều thì như thế này, được chưa? Như vậy nếu như ngược chiều á thì sao nè, thì chúng ta cần phải tính vận tốc V mà ngược chiều của ô tô so với tàu hỏa, thì chúng ta sẽ lấy 54 km/h ngược chiều thì nó sẽ như nào, cộng hay trừ em? Nó sẽ cộng với vận tốc của tàu hỏa, có được chưa? Còn nếu như mà ô tô chuyển động cùng chiều với tàu hỏa thì chúng ta sẽ lấy 54 trừ cho 36 ra, được chưa? Sao nhưng mà nói chung thầy thấy nó cũng khá là dễ ha.
chúng ta ghi giùm thầy là câu A này, ô tô chuyển động ngược chiều ha. Với tàu hỏa, được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có V này sẽ bằng là V1 cộng cho V2, nghĩa là ở đây chúng ta gọi là V12 đấy, nó sẽ bằng 54 cộng cho 36 thì ở đây nó sẽ bằng là 90 km/h. Nếu mà chiều của game nhớ nha, chẳng phải ngược chiều mà lấy trừ ra là sai đấy. Câu B, ô tô chuyển động cùng chiều với tàu hỏa, như vậy chúng ta có V12 sẽ bằng là gì? V1 trừ cho V2 bằng 54 trừ cho 36 thì sẽ bằng 18 km/h, có được chưa? Đó, chỉ như vậy thôi các em. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 2.13 các em nhé. Ok, rồi chúng ta đi sang cái bài 2.13 sao ha. Hai người đi xe đạp cùng khởi hành một lúc và chuyển động thẳng cùng chiều, nhớ là cùng chiều nha. Cùng chiều thì các em đã biết là theo cái bài 2.12 thì cộng hay trừ, cùng chiều thì trừ ra nhá, mà ngược chiều thì cộng vào, nhớ giúp thầy như vậy nha. Ban đầu họ cách nhau là 0,48 km, nghĩa là ban đầu cùng chiều nhưng mà họ cách nhau ở đây là 0,48 km. Người thứ nhất đi được vận tốc là 5 m/s và sau 4 phút thì đuổi kịp người thứ hai, tính vận tốc của người thứ hai, được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có này, nhớ rằng là sau 4 phút là đuổi kịp và người thứ nhất là đi với vận tốc là 5 m/s, được chưa? Chúng ta đã biết được vận tốc của cái người thứ nhất rồi, được chưa nào? Như vậy thì ở đây người ta yêu cầu các em là tính vận tốc của người thứ hai, các em. Vận tốc người thứ hai nghĩa là đi tính V2 ha. Trong khi đó này, thầy tóm tắt một xíu này, cái vận tốc của V1 nghĩa là người thứ nhất là 5 m/s này, nhớ rằng cái điều kiện này rất quan trọng là sau 4 phút thì đuổi kịp người thứ hai. Và ở đây cái quãng đường họ cách nhau đã có rồi này, thì ban đầu chúng ta sẽ tính được cái vận tốc của người thứ nhất so với người thứ hai các em nhé. Trước khi tính thì chúng ta đổi các cái đơn vị ra, ở đây là đổi này, thầy sẽ đổi 0,48 km này ra mét, các em sẽ bằng là 0,48 nhân cho 1000 cái đường nào, thì ở đây sẽ bằng là 480 m này. Còn ở đây là 4 phút thầy sẽ đổi ra giây nha, cứ 1 phút là bằng 60 giây, chúng ta 4 nhân cho 60 thì bằng 240 giây, có được chưa nào? Đó, đầu tiên là như thế. Sau đó chúng ta sẽ tính giùm thầy cái khoảng cách, thầy xin lỗi, cái vận tốc của người thứ nhất so với người thứ hai. Được chưa nào? Là như vậy thì cái vận tốc của người thứ nhất so với người thứ hai là như vậy, chúng ta có V1 trừ V2, tại vì ở đây á, là chuyển động gì? Cùng chiều. Cùng chiều nên là ở đây là trừ này, chứ nếu ở đây mà ngược chiều thì ngay chỗ đây sẽ là cộng này. Các em hiểu nè. Thì nó sẽ bằng cái quãng đường, vận tốc thì bằng quãng đường chia thời gian này. Như vậy thì ở đây chúng ta thì có 480 chia cho 240 thì bằng bao nhiêu gam? Bằng 2 m/s, có đúng không? Vận tốc thì bằng quãng đường chia thời gian này, ok. Và trong khi đó V1 chúng ta đã có 5 m/s rồi này, như vậy ta có cái V1 này là bằng 5 m/s nên ta được, thế và ta được ha. Như vậy chúng ta có 5 trừ cho V2 sẽ bằng 2 m/s, từ đây chúng ta suy ra V2
sẽ bằng 5 trừ 2 sẽ bằng 3 mét trên trên giây. Ok, vậy nó kết luận là vậy, vận tốc của người thứ hai là 3 mét trên giây, được chưa nào? Đó. Gặp những dạng bài tập này thì chúng ta phải biết cách làm thì chúng ta mới xác định được. Ok, được chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ đi sang ở cái bài 2.14 nha. 2.14. Ta đi sang bài 2.14 em nhé. Một người đứng gần vách núi đá và gọi to hướng về phía núi, thì thấy khoảng thời gian từ lúc gọi đến lúc nghe được tiếng vọng lại là 2 giây. Cái này chúng ta có thể thí nghiệm ở trong cái khi chúng ta đi vào trong núi em. Khi chúng ta hô to thì chúng ta sẽ nghe cái tiếng vọng lại nhưng mà không phải nghe liền. Nghĩa là ở đây cái thời gian vọng lại là người ta cho em biết là sau 2 giây chúng ta mới nghe cái tiếng vọng đó. Biết vận tốc truyền âm thanh trong không khí là 340 mét trên giây. Hỏi khoảng cách từ người đó đến vách núi là bao nhiêu? Hả? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy này. Ở đây là gì? Vận tốc này. Các em thấy nào? Vận tốc. Hỏi khoảng cách nghĩa là ở đây chúng ta cần phải tính cái gì em? Chúng ta cần phải tính cái quãng đường người đó cho tới vách núi. Ok, như vậy thì ở đây chúng ta có này, mà trong khi đó cái tiếng vọng lại của chúng ta là sau mấy giây? 2 giây. 2 giây nghĩa là cái thời gian t. Như vậy ở đây chúng ta có này, vận tốc là bằng 340 mét này trên giây này, có đúng không? Và đồng thời thời gian t chúng ta là bằng 2 giây. Ở đây người ta yêu cầu các em tính cái quãng đường, nhưng á các em hình dung như này. Giả sử thầy nói con người này, thầy vẽ con người đây là vách núi này, khi chúng ta hô ấy thì chiều đi và đồng thời nó có vọng lại, nghĩa là chiều ngược lại, nghĩa là mấy lần quãng đường, đây một lần và đây một lần, nghĩa là tổng cộng ở đây sẽ là hai lần cái quãng đường. Xem ạ, khoảng cách này, nghĩa là chúng ta hô ở đây thì nó tới đây, nó đập lại cái vách núi này thì nó vọng lại đây. Như vậy chứng tỏ quãng đường ta nhớ là 2. Trong vậy S sẽ bằng là vận tốc nhân thời gian, lấy 2 để nhân lại với nhau là các em sẽ bị sai ngay. Các em hiểu chưa nào? Đó. Như vậy thì cái khoảng cách từ người đó đến cái vách núi là như vậy. Đầu tiên ta có là S sẽ bằng là vận tốc nhân thời gian, nhưng ở đây á vòng lại nghĩa là tới 2 lần, cái khoảng cách tới 2 lần. Như vậy thì ở đây chúng ta có 2S. Như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra S này sẽ bằng V nhân T chia cho 2. Như vậy bằng 340 nhân cho 2, T là 2, thời gian là 2 giây, và chia cho 2 vòng lại 2 lần. Vòng lại là nghĩa là nó gấp đôi lên, nó là như vậy. Ở đây 2 hết bằng 340 40 mét, được chưa? Như vậy đây chúng ta sẽ chọn thể đáp án B nha. Hiểu chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ đi sang cái bài cuối cùng. Đó chính là cái bài 2.15 em nhé. Ok, ta đi sang bài 2.15 em, bài cuối cùng ha. Rồi, chúng ta có bài 2.15 nha. Hai ô tô cùng khởi hành và chuyển động thẳng đều nhớ ngược chiều nhau. Các em nhớ giùm thầy là nếu cùng chiều mà trừ ra thì ngược chiều thì sẽ cộng vào. Nói về vận tốc nha. Vận tốc của xe thứ nhất gấp 1,2 lần vận tốc xe thứ hai. Gấp nghĩa là nhân ha. Ban đầu hai xe cách nhau là 198 km và sau 2 giờ thì hai xe gặp nhau. Tính vận tốc của hai xe. Bài này khá dễ ha. Thì ở đây chúng ta tóm tắt này. Tìm biết là vận tốc của V1. Nếu mà theo phương chuyển động của vector nha, thì hai này sau này nếu mà cùng chiều thì chúng ta ký hiệu là hai mũi tên nó song song và đánh cùng hướng, còn đây nó ngược chiều thì chúng ta ký hiệu như này, được chưa nào? Vận tốc của xe thứ nhất là V1 gấp
này gấp 1,2 lần vận tốc của xe thứ hai, nghĩa là bằng 1,2 V2. Quãng đường của chúng ta ở đây á, là hai xe cách nhau là 198 km, cái được chưa nào, và thời gian của chúng ta là đây là 2 giờ thì sẽ gặp nhau. Người ta yêu cầu ở đây các em sẽ tính gì hết mực được em, V1 bằng bao nhiêu và V2 bằng bao nhiêu, ý là như thế, cái được chưa? Thầy tóm tắt như vậy các em có hiểu nè. Ok, như vậy thì ở đây chúng ta có này giải này. Đầu tiên chúng ta sẽ gọi S1 và S2 lần lượt là quãng đường em ạ, lần lượt là cái quãng đường hai xe đi được từ cái lúc khởi hành tới cái lúc gặp nhau. Vì ở đây là hai ô tô này khởi hành, cùng khởi hành không? Vì hai ô tô cùng khởi hành và chuyển động thẳng đều và đồng thời là ngược chiều nhau. Nên ta có như vậy thì câu hỏi quãng đường tổng S của chúng ta là bằng 198 km/h, có đúng chưa? Thì nó có phải bằng là S1 cộng cho S2 không? Ok, thì ở đây chúng ta sẽ bằng S1 thì bằng là gì? V1 nhân cho T cộng V2 sẽ nhân cho T, tại vì chuyển động ngược chiều nên chỗ đây nó sẽ là cộng này. Ở đây sẽ bằng 198. Khi đó chúng ta sẽ đặt T ra chung, nghĩa là bằng V1 cộng V2 sẽ bằng 198. Mà T của chúng ta là bằng bao nhiêu em? T của chúng ta bằng 2 giờ. Từ đây chúng ta suy ra V1 cộng V2 bằng 198 chia cho T, nghĩa là bằng 198 chia cho 2 thì sẽ bằng ở đây là 99 km/h. Và trong khi đó ở đây chúng ta ký hiệu thầy đây là 1 nha. Mà trong khi đó chúng ta có V1 thì bằng 1,2 lần V2, các em ký hiệu đây là 2. Các em lấy thầy lấy 2 thế vào 1. Ta được. Nghĩa là gì nè? Nghĩa là ở đây á, đây là 1,2 này gấp 1,2 lần V. Nghĩa là gì? Nghĩa là chỗ nào có V1 thay thế bởi 1,2 V2 vào đây này. Ở đây là V1 cộng V2 là bằng 99 đúng chưa? Mà V1 thì bằng 1,2 lần nhân V2 thì ở đây cái chỗ này V1 thầy không ghi nữa mà thầy ghi bởi là 1,2 V2 cộng cho V2 sẽ bằng 99. Như vậy từ đây thầy sẽ tính được V2 này. Thầy sẽ đặt V2 ra chung, bên trong còn là 1,2. Ngay chỗ đây cái hệ số người ta không ghi, nghĩa là số 1 này. Như vậy đây cộng cho 1 sẽ bằng 99. Như vậy V2 chúng ta đây là 1,2 cộng 1 là bằng 2,2, nghĩa là chúng ta lấy 99 chia cho 2,2 sẽ bằng ha, bằng 45 nha. Như vậy đây sẽ bằng 45 km/h. Từ đây thầy suy ra được V1 mà chúng ta thế vào chỗ đây này, 1,2 lần V2 nghĩa là sẽ bằng 1,2 nhân cho 45 thì sẽ bằng là nhân cho 1,2 54 nha. Chính giờ. Vậy vận tốc của ô tô thứ nhất là 54 km/h và thứ hai là 45 km/h. Đó, các em hiểu chưa? Cái bài này chúng ta giải như thế nhá, cái đề bài này tóm tắt này. Nhớ ngược chiều thì chỗ này sẽ là cộng này, mà nếu cùng chiều thì chỗ đây sẽ là trừ này, nhớ giùm thầy chỗ đây nhá.
Hiểu không? Thì giải như này rất là dễ hiểu đúng không? Tại vì có tóm tắt đề bài rồi này nọ đã giải thích rồi đó. À, cứ thế mà chúng ta làm thôi. Các em muốn mà bồi dưỡng sinh giỏi này nọ thì các em nên mua cái chuyên đề để chúng ta học nha các em nhé. Ok, cảm ơn các em đã theo dõi hết clip của thầy. Xin chào các em nhé. Chúng ta hôm sau chúng ta sẽ bước sang bài số 3, đó chính là chuyển động đều, chuyển động không đều các em nhé. Ok, cảm ơn em, bye bye.